Một bệnh nhân COVID-19 trong chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây qua đời. Hà Nội thêm ổ dịch mới tại Mê Linh liên quan đến một đám ma. Cà Mau ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở nhiều ngành nghề. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở lại quán ăn tại chỗ từ ngày 28 tháng 10. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đến sáng ngày 28 tháng 10. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19, không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết một tiểu thương ở chợ Cua Đăng mắc Covid-19 trong chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây đã qua đời sau 16 ngày điều trị. Được biết, bệnh nhân được xác định mắc bệnh tại nơi buôn bán và đây là ổ dịch trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây lớn nhất ở tỉnh Đắk Lắc, với hơn 250 ca bệnh và 201 trường hợp F1. Bệnh nhân là PTL, 42 tuổi, chú xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, làm nghề buôn bán tại chợ Cua Đăng, huyện Cư Mờ Ga. Vào ngày 10 tháng 10, bệnh nhân được xác định là mắc COVID-19, sau đó chuyển vào khu điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, thở mệt. Sau 16 ngày theo dõi điều trị tại bệnh viện, nhưng do tình trạng bệnh nặng, bệnh nhân đã qua đời vào tối ngày 26 tháng 10. Theo chuẩn đoán, nguyên nhân qua đời là thuyên tắc động mạch phổi cấp. Mức độ nặng, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân chưa có tiền sử dị ứng. Qua công tác giả soát xét nghiệm thì gia đình bệnh nhân và các hộ sống gần nhà không có trường hợp nào dương tính. Cùng ngày 27 tháng 10, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa Thị xã Buôn Hồ cho biết địa phương có thêm một bệnh nhân 56 tuổi qua đời vào 9 giờ cùng ngày. Như vậy, tổng số ca qua đời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc là 24 ca. Trước đó, ngày 25 tháng 10, bệnh nhân NTBT có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 10, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện để điều trị trong tình trạng sốt, mệt, khó thở. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được cho thở oxy và dùng thuốc điều trị theo triệu chứng. Tuy nhiên, đến sáng ngày 27 tháng 10, bệnh nhân qua đời sau gần 2 giờ có kết quả xét nghiệm PCR khẳng định mắc COVID-19, tiền sử bệnh nhân khỏe mạnh. Trong 24 giờ, tỉnh Đắk Lắc đã ghi nhận tổng cộng 105 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 42 trường hợp ghi nhận ngoài cộng đồng, riêng ở thành phố Buôn Ma Thuột là 30 ca. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thêm 28 ca dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận trong ngày hôm qua tại Hà Nội. Đáng chú ý là thủ đô xuất hiện ổ dịch mới tại Mê Linh. Theo Sở Y tế Hà Nội, phân bố các F0 theo chùm ca bệnh, ổ dịch, chùm liên quan đến ổ dịch Sài Sơn Quốc Oai 7 ca, chùm liên quan đến ổ dịch Bạch Chữ Tiến Thắng 7 ca, chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức 4 ca, chùm liên quan đến các tỉnh có dịch 4 ca, chùm liên quan đến ổ dịch 67 Giáp Bát 3 ca, chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu Ô Trợ Dừa 2 ca, chùm sàng lọc Ho Sốt 1 ca. Vào tối qua, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau cho biết, trong ngày địa phương đã ghi nhận 40 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 11 ca được ghi nhận từ vùng có dịch về địa phương bằng phương tiện cá nhân và được cách ly ngay khi đến chốt kiểm soát. Các trường hợp còn lại gồm một ca đang cách ly tại nhà, một ca ở khu vực đang phong tỏa, 27 ca ghi nhận trong cộng đồng là công nhân công ty thủy sản, công chức cục hải quan và các trường hợp cùng gia đình có liên quan đến bệnh nhân mắc bệnh trước đó. Đợt dịch này, toàn tỉnh Cà Mau ghi nhận 1.635 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, điều trị khỏi cho 913 bệnh nhân và 13 ca qua đời. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Cà Mau đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương giả soát truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh. Song song với đó, ngành chức năng cũng tiến hành khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn tại các địa điểm có liên quan. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ được mở lại từ ngày 28 tháng 10. Quận 7 và thành phố Thủ Đức được thí điểm phục vụ kèm đồ uống có cồn. Theo đó, các hàng quán được mở bán tại chỗ đều đáp ứng được các quy định theo Bộ Tiêu chí An toàn đánh giá trong phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, các cơ sở cần tuân thủ những quy định cụ thể. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu nhà hàng quán ăn phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, công suất tối đa được duy trì từ 50% trở xuống. Ngoài ra các nhà hàng quán ăn tại chỗ không được kinh doanh đồ uống có cồn. Các quy định trên sẽ không áp dụng với các hệ thống nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch. Đối với các cơ sở này Đối với việc kinh doanh rượu bia, đồ uống có cồn, các cơ sở tại quận 7 và thành phố Thủ Đức được thí điểm thực hiện căn cứ trên mức độ kiểm soát dịch COVID-19. Việc thí điểm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 và thành phố Thủ Đức quyết định. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao các sở ngành cùng chính quyền các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ để hướng dẫn kiểm tra, đảm bảo việc thực hiện các quy định an toàn phòng chống dịch. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm phối hợp với các địa phương để hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện đúng bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với dịch vụ ăn uống. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Tính đến sáng nay 28 tháng 10, Việt Nam đã chữa khỏi hơn 812.300 ca mắc COVID-19 trong tổng số 900.585 bệnh nhân. Thành phố Hồ Chí Minh cho bán hàng ăn tại chỗ, đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 900.585 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 9.144 ca nhiễm. Tổng số ca qua đời do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.856 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca được điều trị khỏi lên 812.314 ca. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 895.793 ca, trong đó có 809.497 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 13 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Cạn. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này là thành phố Hồ Chí Minh 428.013 ca, Bình Dương 230.406 ca, Đồng Nai 62.970 ca, Long An 34.448 ca, Tiền Giang 15.985 ca. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Đà Nẵng ra quy định mới đối với người từ nơi khác vào thành phố. Đối với các trường hợp từ các địa phương khác đến về thành phố Đà Nẵng, thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến của quốc gia hoặc của Đà Nẵng và phải xét nghiệm tùy theo cấp độ dịch của địa phương. Thực hiện công điện số 1700 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện nghị quyết số 128 NQCP, vào tối qua, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn gửi các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn và các đơn vị liên quan về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Đà Nẵng sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp từ các địa phương khác về đến thành phố với yêu cầu chung, trước khi đến về thành phố, người dân phải thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến của quốc gia hoặc của Đà Nẵng người dân phải thực hiện nghiêm 5K và các quy định phòng chống dịch hiện hành của Bộ Y tế và của thành phố. Khi đến chốt kiểm soát dịch của thành phố, nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác, khiếu giác, người dân phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm không thu phí trước khi vào. Khi đến nhà nơi lưu trú, người dân phải lập tức khai báo với chính quyền địa phương và trạm y tế xã phường nơi lưu trú. Người đến về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 và tự theo dõi sức khỏe, thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành. Người đến về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp độ 3 phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước thời điểm đến thành phố. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm nếu có nhu cầu vào thành phố phải tự nguyện thực hiện tự trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Người dân phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày rời khỏi địa phương, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14, trong đó ngày thứ 14 xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Người đến về từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 4 và các vùng cách ly y tế phong tỏa phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước thời điểm đến thành phố. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, nếu có nhu cầu vào thành phố, phải tự nguyện thực hiện tự trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch. Người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc người đã khỏi COVID-19 thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày đến về thành phố. Lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy, trong đó ngày thứ bảy xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Đối với người tiêm đủ liều vaccine, thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày đến về thành phố lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy, ngày thứ 14, trong đó ngày thứ 14 xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Người đến từ các địa phương có số ca mắc COVID-19 cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và từ các địa phương có dịch cấp độ 1 phải tự theo dõi sức khỏe và thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy, trong đó ngày thứ bảy xét nghiệm bằng PCR người từ các địa phương có dịch cấp độ 2 thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú. Đủ 14 ngày kể từ ngày rời khỏi địa phương, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14, trong đó ngày thứ 14 xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.